Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở phần 1 và phần 2. Ở cái phần 2 là mã cái phương trình sin x bằng m thì chúng ta đã nắm được cái công thức tổng quát của nó rồi đúng không nào? Và chúng ta đã nắm được khi chúng ta giải phương trình sin u bằng sin v thì chúng ta luôn luôn có hai cái giá trị, đó chính là u bằng v cộng k2π và u sẽ bằng là pi trừ v cộng k2pi. Nhớ thầy như vậy nha, k thuộc z. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua ở phương trình cos tan cotan, với lại là bấm máy tính nữa là xong. Ok, chúng ta sẽ đi sang phần ba la mã, đó chính là phương trình cos x bằng m. Ta sẽ đi sang hoạt động 4 em nha. Ở trong hoạt động 4 này thì người ta cho gì đây? Cái đường thẳng DI bằng 1/2. Cầm tham cái đường này này. Cái đường này. Các đồ thị hiệu số y bằng cos x nó nằm ở trong cái khoảng này từ âm bi tới bi. Tại hai giao điểm C0 D0 tìm hành độ của C0 và D0 ở đây nghe. Thấy chưa nào? Như vậy thì ở đây em thấy là cos ở đây là 1/2. 1/2 thì bằng bao nhiêu độ em? 60 độ đúng không? Cos của 60 độ bằng 1/2. Mà 60 độ nó chính là pi trên 3. Như vậy thì ở đây em thấy là ở đây là 0 thì bên đây nó sẽ là âm và bên đây dương. Hai này nó sẽ đối với nhau qua cái trục gì? Trục tung này, tại vì cos là hàm số chẵn đúng không? Như vậy ở đây thì nó chính là C0 này. Nó sẽ là gì? Âm của pi trên 3 này. Còn thằng này nó sẽ là gì? Pi trên 3. Nghĩa là ở đây là x của C0 sẽ bằng âm pi trên 3 và x của D0 sẽ bằng là pi trên 3. Nghe nha. Đó. Rồi. Tương tự như vậy thì ở bên cái câu B ở đây. Đường thẳng y bằng 1/2 các đồ thị hàm số y bằng cos x trong cái khoảng là từ pi tới 3π. Tìm hành độ ở đây. Như vậy. Em nhìn này. Ở đây là C1 và D1 ở đây. Và nó nhớ nó nằm ở trong cái khoảng từ pi cho tới 3π. Phải không nào? Như vậy thì ở đây á nó cắt ở vị trí ở C1 này và vị trí D1 này hạ xuống hoàn ở đây. Hoàn đây thì đây em thấy là cái tung của nó vẫn là 1/2. Cái đúng không? Tung 1/2 thì như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái nó nằm ở trong cái khoảng này. Nằm trong khoảng này thì cos của bao nhiêu mà nó bằng 1/2 nghe. Đó chính là 5π trên 3 em nha. Nghe 5/3 này. Nhân ở đây trong 180 độ. 300 này, ta bấm cos của 300 độ sẽ bằng 1/2. Như vậy thì ở đây nó sẽ là 5π. 5π trên 3. Được không nào? Và ở đây nó sẽ là 7π trên 3 em nha. 7π trên 3. Như vậy x của C1 ở đây sẽ bằng 5π trên 3 và x của D1 nó sẽ bằng là 7π trên 3. Đó. Được chưa? Ok. Ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Như vậy thì ta có nhận xét này. Phương trình cos x bằng 1/2 có các nghiệm đó chính là 1π trên 3 với lại âm π trên 3. Như vậy thì ở đây nó có cái tổng quát này em này. Nếu cos x bằng m nghe tương đương cos x bằng cos alpha thì khi đó x này người ta ghi như thế này cũng được này, cộng trừ alpha cộng k2π. Nghĩa là riêng thằng sin và cos thì nó đều là cộng với k2π em nhá. Đây, ta ghi thành phần này vô. Được chưa? Chúng ta đi xem phần chú ý. Một số trường hợp đặc biệt này. Các em cũng ghi thầy phần này vô. Ta có một số trường hợp đặc biệt. Cos x bằng 1 thì x bằng k2π. Cos x bằng âm 1. Cos x bằng 0. Và ở đây người ta cho dạng tổng quát này. Cos của fx với cos của gx này. Nghĩa là cũng cộng trừ này. Cộng trừ. Cộng trừ. Nếu mà người ta cho dưới dạng là độ thì chỗ đây nó sẽ là k của 360 độ. Tại vì 2π này tương ứng với 360 độ. Cái này ai cũng biết rồi.
Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ví dụ 5, cos x căn 2 của 3/2. Căn 2 của 3/2 thì đây chính là bị 30 độ, nghĩa là bị trên 6 này. Cái này dễ ha. Đây sẽ là cos của gì? Bị trên 4. Đa bị trên 4. Tương ứng ở đây. Đây. Ta sẽ giải cái này ra nha. Luyện tập 5. Ở đây câu A này. Ta có cos x ở đây sẽ bằng -1/2. Cos x mà bằng -1/2 thì chúng ta tương đương cos x này sẽ bằng là bao nhiêu em? Cos của bao nhiêu? Đó chính là 2π/3. Đúng không? Cos 2π/3 thì sẽ bằng -1/2. Thì đây chúng ta tương đương ở đây nó có hai giá trị, đây chính là x sẽ bằng là 2π/3 cộng k2π. Và x sẽ bằng là -2π/3 cộng k2π. Ở đây k thuộc z. Được chưa? Câu B. Tìm góc lượng giác x sao cho cos x sẽ bằng cos của -87 độ. Được nè. Cos x là bằng cos của -87 độ. Mà cos đối sin bù phụ chéo thì cái thằng này nó cũng ra được là cos của 87 độ. Tại vì cos của -alpha thì sẽ bằng cos alpha. Như vậy từ đây chúng ta tương đương ở đây nó có hai giá trị, đó chính là x sẽ bằng là 87 độ cộng k2π. À, 360 độ nha, thì xin lỗi. Đây k của 360 độ tại vì chúng ta theo độ mà. Và x sẽ bằng là -87 độ cộng k của 360 độ. Ở đây là k thuộc z. Tập số hợp số nguyên. À. Vậy thôi, rất là dễ. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo nha. Ví dụ 6 này, giải phương trình ở đây. Thì em cũng cho cái anh 3x sẽ bằng cái thằng này. Và nhớ có dấu trừ nè. Khi có dấu trừ thì chúng ta phải đổi dấu bên trong đây. Nghĩa là cái này sẽ đổi dấu trở thành trừ x trừ b/3 này. Sau đó chúng ta chuyển với đổi dấu, nghĩa là đây chúng ta chuyển qua trở đây. Chỗ này chuyển trở thành là 3x cộng x là bằng 4x. Đúng không? 4x sẽ bằng -b/3 cộng k2b. Thì khi đó ở đây chúng ta chia 4 này. Ở đây em chia 4, ở đây chia 4 thì nó ra được như này này. Tại vì 4 chia 4 là bằng x này. -b/3 chia 4 này. -b/3 chia 4 bằng -b/12 này. K của 2b/4 thì rút gọn trở thành là b/2 này. Tại vì trong này người ta giải rất là tắc, qua rất là, bỏ rất là nhiều bước, nên thầy sợ các em là đọc là người ta không hiểu. Ta đi sang phần luyện tập 6. Giải phương trình được nêu trong bài toán mở đầu. Như vậy người ta lật sách lại ở trong phần bài toán mở đầu nè. Nha, chúng ta lật lại. Thì ở đây chúng ta có là cái vệ tinh. Ở đây cái ghim thầy là cái vệ tinh nó cách mặt đất 1000 km. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái h này này, cái độ cao của nó sẽ là bằng 1000. Không, khi đó ta có cái gì? 1000 sẽ bằng là 550 cộng 450 nhân đây cho cos của bao nhiêu? Của pi phần 50 nhân t. Cái này chúng ta lật sách lại ở phần đầu tiên á, phần câu hỏi khởi động nghe. Và từ đây chúng ta tương đương 450 cos của pi phần 50 t. Chúng ta chuyển này qua bên đây đổi dấu, ta lấy 1000 trừ cho 550. Như vậy ra được là 450 cos của pi 50 nhân t. Ở đây trừ ra bằng 450. Như vậy các em lấy 450 chia 450 thì bằng 1. Em hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy thì cos của 1 thì ở đây nó có cái phần giá trị đặc biệt hồi nãy kia. Cos của 1 thì sẽ bằng là x. Cái x này sẽ bằng k2π. Tại cos của 1 này bản thân bằng là cos của 0.
không độ thì sẽ bằng 1, cos của không độ thì bằng 1, em hiểu nè. Như vậy bằng pi phần 50 nhân t sẽ bằng k 2 pi. Đúng không? Như vậy ở đây chúng ta pi nhân t, các em lấy 50 nhân lên đây. 50 nhân cho k 2 pi. Tương đương tiếp là pi nhân t sẽ bằng k của 100 pi đúng không? Như vậy pi này hết, tương như vậy t này sẽ bằng là 100k với k thuộc z này. Đó, t này sẽ bằng 100k. Như vậy thì chúng ta hiểu không? Ta hiểu cái phần này chưa? Nếu mà chúng ta có là, nếu mà vệ tinh cách mặt đất là 1000 á thì chúng ta làm như vậy. Đó. Tương tự như vậy thì khi mà t mà cái vệ tinh nó cách 250 thì sao? Rồi 100 sao thì cách làm mà chúng ta làm tương tự như vậy. Thầy cũng sẽ giải luôn, giải nhanh nha. Rồi. Cái thứ hai là h là bằng 250. Thì như vậy đây 250 sẽ bằng là 550 cộng 450 nhân cho cos của pi 50 nhân t. Tương đương ở đây chúng ta chuyển quế đầu dấu 450 cos của pi 50t thằng này trường này đúng nè, lát này trường này thì sẽ bằng là 300 đúng không, âm 300 nhé, âm 300, chuyển này qua đây đổi dấu mà. Từ đây chúng ta tương đương là cos của pi trên 50 nhân t sẽ bằng âm 300 chia cho 450. Ta rút gọn ở đây, nhập âm 300 phần 450 bằng âm 2 phần 3. Như vậy thì cái này á, thường chúng ta sẽ đặt, chúng ta sẽ đặt cos alpha bằng thế này này. Không là chúng ta sử dụng arccos, arccos âm 2 phần 3 cũng được. Một số giáo viên sẽ giải như vậy. Còn không là chúng ta sẽ đặt cos alpha bằng âm 2 phần 3, sau đó chúng ta giải ra theo kiểu cos u bằng cos v á. Còn không là chúng ta sử dụng arccos, mà bữa nay thầy thấy ở trong cái sách, cái sách của ba bộ này nó không có sử dụng cái arc cos em, arc cos không biết là giáo viên của các em sẽ dạy theo cái cách nào. Một á, cách một chúng ta sẽ đặt cos alpha sẽ bằng âm 2/3. Hai là chúng ta sử dụng arccos của âm 2/3 nha. Tới đây thầy sẽ làm hai cách đây. Cách một chúng ta sẽ đặt cos alpha sẽ bằng âm 2/3. Vậy từ đó chúng ta tương đương là cos của pi trên 50. Nếu giáo viên làm theo cách nào thì chúng ta sẽ làm theo cách đó nha các em nha. Như vậy ở đây nó ra được là pi phần 50 nhân t sẽ bằng là alpha cộng k 2 pi, và pi phần 50 nhân t âm alpha cộng k 2 pi. Như vậy t này chúng ta sẽ chia ở đây, lấy alpha này chia cho pi 50, em hiểu không? Nghĩa lấy 1 chia cho pi 50, nghĩa là lấy 1 chia cho 1 phần 50 này là bằng 50. Kết quả đây sẽ bằng là 50, em hiểu không? Thầy làm ở bên ngoài đây để em thấy nha. Nghĩa là ở đây em sẽ lấy alpha chia cho pi phần 50, alpha chia phần 50 nghĩa là alpha 50 chia pi phần đây, nhân nghịch đảo mà. Đó. Như vậy trở thành 50 alpha chia pi cộng k. Ở đây các em lấy 2 pi. 2 pi mà các em chỉ chia cho pi phần 50 thì pi này hết này. Hiểu chưa? Như vậy ở đây sẽ k 100 này. À, tương tự như vậy t này sẽ bằng là trừ 50 b cộng k 100 k thuộc z. Đấy là cách 1. Cách 2 á, người ta sẽ giải như này. Cos của b phần 50 t sẽ bằng âm 2/3. Thì khi đó là nó ra được 5 b phần 50 t
sẽ bằng là RC cos của âm 2 phần 3 cộng K2π. Ở đây các em viết cộng trừ luôn đi, bỏ này đi, mà cộng viết lại ngay đây cộng trừ luôn. Từ đây chúng ta tương đương T này sẽ bằng là gì các em, 50 phần π nhân ở đây cho cộng trừ RC cos của âm 2 phần 3 cộng K2π ra thuộc Z sao. Nếu giáo viên mà trình bày theo cách nào thì chúng ta làm theo cách đó nha. Cách 1 này, cách 2, ok chưa? Để thôi. Hiểu chưa nào? Nghĩa là cái phần này nó không ra những giá trị đặc biệt mà nó ra những cái giá trị khác đặc biệt thì bắt buộc ta phải xử lý như thế này. Tại vì âm 2 phần 3 thì chúng ta bấm code nó đâu có ra được. Ví dụ ra cái giá trị đặc biệt, ví dụ căn bậc 2 của 2 trên 2 hoặc căn bậc 2 của 3 trên 2 hoặc là 1 phần 2 không rồi đấy thì nó mới gọi là đặc biệt. Còn ra như thế này thì nó không đặc biệt ha. Đây sang trường hợp thứ 3. Trường hợp thứ 3 chúng ta đó chính là cái vệ tinh cách mặt đất 100 km, nghĩa là h sẽ bằng 100. Lỡ giả thì giả anh em luôn cho nó hoàn thiện nha. Ở đây sẽ bằng 550 cộng 450 nhân cos của pi phần 50 nhân t. Ở đây chúng ta sẽ lấy 100 trừ cho 550. Đây bằng âm 450 đúng không? Như vậy thì cái này mình ra giá trị đặc biệt này. Cos của pi phần 50 nhân t. Đây bằng âm 1 đúng không? Âm 1 thì khi đó pi phần 50 t sẽ ra được ở đây là pi cộng K2π. Tại đây giá trị đặc biệt ha. K thuộc Z. Thì khi đó chúng ta tương đương t này sẽ lấy pi chia pi này hết, lấy 1 chia 1 phần 50 là bằng 50 cộng 100k. K thuộc Z sao? Rồi, như vậy thầy sẽ giải cho em 3 trường hợp rồi nha. Được chưa nào? Giờ chúng ta sẽ đi sang phần 4 la mã các em nhé. 4 la mã. 4 la mã đó chính là cái phương trình tan x bằng m. Ở đây người ta yêu cầu các em là quan sát giao điểm của đồ thị hàm số y bằng tan x với đường thẳng im ở hình 36. À, câu A là gì đây? Từ cái hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y bằng tan x, hãy xác định tất cả hành độ giao điểm của hai đồ thị đó. À, như vậy thì ở đây chúng ta có này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái khoảng là từ âm pi trên 2 đây cho tới pi trên 2 đây. Cái đồ thị nó trong khoảng này là ở đây. Như vậy nó cắt nó giao nhau ở đây nè. Tại ở đây có mấy giao điểm. Ở đây có một giao điểm ở đây. Như vậy thì ở đây chúng ta, người ta nói là hãy xác định tất cả các hoành độ giao điểm của hai đồ thị đó là có một giao điểm ha. Có một giao điểm thì cái hoành độ giao điểm của nó sẽ là gì? Các em, đó chính là tan x này sẽ bằng m. Nên là tương đương là tan x này nó sẽ bằng là tan của alpha. Từ đây chúng ta có x sẽ bằng là alpha cộng kb. Tại vì nó là chu kỳ của pi thôi. K thuộc Z xong. Cái này là trả lời của câu A nha các em nha. Ở câu B có thể xét vì nghiệm phương trình này thì ở đây chúng ta sẽ có là nó luôn luôn có nghiệm ở đây là x sẽ bằng alpha cộng k kb k thuộc Z nha. Thì ở phần này chúng ta có này, tổng quát này em này, đây ta ghi thầy phần này vô này, nhớ nó phải nằm trong khoảng từ âm pi trên 2 tới pi trên 2. Đây đồ thị. Thấy chưa? Chú ý này. Rồi, ở đây là K của pi nghĩa là tương ứng với 180 độ đúng không? Thì lỡ tay thì vừa trúng máy tính nha. Thầy cũng còn bị đau chân, mổ đứt dây chằng nha. Rồi.
Rồi ok, ví dụ này. Đây là trường hợp gì? Đặc biệt không? Có đặc biệt. Có đặc biệt, chúng ta giải ra. Bây giờ chúng ta giải cái luyện tập 7 nha. Tan x bằng 1. Tan x bằng 1 thì tương ứng là tan x là bằng 1 nữa, tan của bao nhiêu? Pi trên mấy? 45 độ là pi trên 4 thôi. Tương đương đây x sẽ bằng là pi trên 4 cộng k k pi để k thuộc z. Câu B. Tìm bước mình nhắc x sao cho cái tan x sẽ bằng tan của 67 độ. Thì từ đây chúng ta tương đương x này sẽ bằng là 67 độ cộng k của 180 độ k thuộc z xong. Quá đơn giản em à. Cái này ai làm cũng được. Em nghĩ thế. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Phương trình cô tan ha. Nói chung là nó cái cách viết của nó là giống y như của thằng tan đây thôi các em, chả khác gì cả. Quan sát cái giao điểm của đô thị hình chữ cô tan im từ 0 tới pi. Đây 0 này chữ tới pi, các em thấy hai cái đoạn này không? Như vậy thì cái đường im thì cái số giao điểm nó ở đây, thấy chưa? Đây cái hoàn độ giao điểm nó này. Như vậy thì ở đây chúng ta có là để thầy viết để các em thấy nha. Ở câu A thì chúng ta có cos cotan, thì là cotan x bằng m, thì tương đương ở đây cotan x sẽ bằng là cotan alpha, thì cái này sẽ tương đương ở đây là x sẽ bằng là alpha cộng kb các em nha, k thuộc z. Vậy thôi. Câu B, có nhận xét phương trình nghiệm thì ở đây chúng ta chỉ có là có một nghiệm này, chỉ có một nghiệm thôi các em nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có là x sẽ bằng là alpha cộng kb k thuộc z. Có một nghiệm thôi. Đây các em, ta ghi thầy phần này vô. Nhớ này, đây. Nhớ thằng tan thì nó nằm trong cái khoảng đó chính là pi, âm pi trên 2 tới pi trên 2, còn cái thằng cotan này từ 0 tới pi em nha. Chú ý này. Máy này dễ lặp đi lặp lại thì y xì thôi. Đây xem phần luyện tập 8 nha. Chả cái gì khó nha, chả cái gì khác. Vâng. Ở đây cotan x bằng 1. Cotan x bằng 1 thì từ đây chúng ta tương đương ở đây là cotan x ở đây là bằng cotan của pi trên 4. Từ đây chúng ta có x sẽ bằng pi trên 4 cộng k pi. Chữ pi thầy. Câu B. Ở đây là cotan x sẽ bằng là cotan của âm 83 độ. Riêng thằng cos thì âm thì đưa về dương. Chứ còn cotan này thì đâu có đưa về dương được. Như vậy từ đây chúng ta tương đương ở đây x sẽ bằng âm 83 độ cộng k của 180 độ k thuộc z. Không có làm gì hết, đúng không? Ok chưa? Bây giờ thầy sẽ chỉ em cách bấm máy tính nha. Chung bấm máy tính thì nhanh. Đây, tại vì ở đây trên cái thị trường thì có rất là nhiều loại, nhưng mà bây giờ thầy đang dạy ở đây là 580 VNX, nói chung là cả nước cần xài cái loại này rất là nhiều. Còn các bạn xài 570 Plus gì đó, các cái mẫu khác thì em tự tìm hiểu trên mạng em nha. Chứ bây giờ thầy không thể nào mà bày hết tất cả cái dòng máy tính được. Ở đây để tính được sin x, sin x bằng 0.6, mà để tính ra x thì em sẽ bấm như sau này. Thầy sẽ làm thật chậm nha. Nhìn trên màn hình này, bước đầu tiên chúng ta sẽ bấm shift sin. Shift này, phím shift này, shift sin. Ở đây nó ra được sin mũ trừ 1 nè, các em thấy không? Ta nhập vô 0.6 vô. Thấy chưa? Đó. Ta bấm ngoặc lại, ta bấm cho bằng 36. Đúng không? Đâu rồi? Sau khi chuyển máy tính sang chế độ Radian, bấm liên tiếp. Như vậy thì ở đây muốn chuyển Radian thì đây là do thầy bấm đang bấm độ. Không, Radian thì đấy. Shift menu.
Chúng ta bấm shift menu, bấm phím 2. Ta bấm 2 rồi, ok, bấm lại nha. Các em thấy chữ D bây giờ chuyển sang chữ R không? Như vậy ở đây chúng ta bấm shift tại sin, ta bấm 0,6, đóng ngoặc lại bằng đây. Đâu rồi, đây. Đây đây đây, đây. 0,64 nè. Thấy chưa? Đấy, vậy thôi. Tương tự như vậy, bây giờ code 1/3 đúng không? Bấm radian thì chơi radian, độ thì chơi theo độ thôi. Muốn gì bấm shift code -1/3. -1/3. Đông đơn lại bằng 1,19 đây. 1,91. Thấy chưa? Đó, còn nghiệm của nó khi chúng ta viết ra nhớ là cộng trừ cả hai bi theo cái tập nghiệm của mà chúng ta được học rồi đó. Giờ bấm tan. Tan ở đây đúng không? Ta bấm shift tan. Căn 2 của 3. Gì vậy? Chúng ta bấm shift tan. Căn 2 của 3. Đóng ngoặc lại. Đây. Bằng 1/3 bi. Cái phần căn 2 của 3 này là nó rơi vào giá trị đặc biệt các em. Giá trị đặc biệt. Được chưa? Đây. Chúng ta muốn chuyển đổi là chúng ta bấm SD này. 1/3 bi đúng không? Các em sẽ thấy cái số này lạ đúng không? Lạ đúng không? Bằng này. Ta bấm chữ SD này. 1,047 này, thấy không? Đây. Nó không thể nào rồi. Phần ví dụ 10 chúng ta xem nha. À, chúng ta sẽ làm cái luyện tập 9 này chứ. Luyện tập 9 nha. Sử dụng máy tính cầm tay để giải radian nha, radian làm tròn lượng tích quả hàng phần phần nghìn. Rồi ok. Ở đây A là sin x bằng 0,2. Tương đương ở đây này. Ta sẽ bấm shift. Nhớ là chúng ta phải chuyển về radian em nhé. Error này. Ta bấm shift sin. Ta bấm dấu bằng này. Ở đây ra là 0,2 này. Hàng phần làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn. Hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Như vậy hàng phần nghìn sau số 3, như vậy chúng ta lấy là 0,201 nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có là x này sẽ bằng là 0,201. Như vậy ở đây nếu mà chúng ta viết thì x này nó sẽ gần bằng là 0,201 còn k 2 pi, với lại là x này sẽ bằng là pi trừ 0,201 cộng K2B. K thuộc Z. Được chưa? Ta sang câu B là cos x sẽ bằng là -1/5. Tương đương ở đây x sẽ ở đây gần bằng ha. Đây bấm radian nghe, shift cos -1/5. Đóng ngoặc lại. 1,7. Nha nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có là 1,772. Như vậy thì x nó sẽ gần bằng ở đây là cộng trừ 1,772 cộng K2B. K thuộc Z. Thì radian thì K2B ha. Câu C đây là tan x căn 2 của 2 tương x tương đương x gần bằng ở đây là gì? Thì bấm shift tan căn bậc 2 của 2 đóng đơn lại 0,955. Như vậy x này gần bằng là 0,955 cộng KB. K thuộc Z. Xong.
được không nào? Đấy, ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập, được chưa? Phần bài tập nha. Phần ví dụ 10 em tự xem đây. Trong đây có 5 bài nha. Em giải trước giùm thầy nha. Số 4 nè. Được chưa nào? Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok, 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 ok. Hòa đang đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.